truyền thống của quê hương mình từ nhiều xa xưa tới giờ. Trong cái mâm cưới hỏi của Bình Định, bánh hồng giống như là bánh phu thê. Thành phần của bánh hồng là có nếp ngự, với đường cắt trắng, dừa tươi, bột sắn, nếp phải do cho thạch sạch, đường phải sơn, cho táo và keo, bánh nó mới để được lâu. Dừa là phải chọn dừa tươi, dừa sỏi xanh, không non mà không già. Nếu mà làm dừa già là cái bánh sẽ sảm, mà dừa non là bánh sẽ mềm nhão, nó cũng không ngon, nó không có giòn như dừa. Đã biết là một con đã chín thì mình mới đưa vào tấu để mình thấy một tiếng rưỡi khi cái bánh mà nó tới rồi sẽ keo mình rờ cái tay vừa mình thấy nó không dính tay nữa là bánh đã tới. Mình phải dùng mình khang nó đổ nó hừng lên là cái bánh nó rất là ngon. Bánh hồng là làm theo và cạnh là tự nhiên, không có bỏ chất bảo quản. Ăn trong vòng là 4 ngày. Dạ vâng.